đi đi trời, bay đi dọn uống người vô đi con, uống người hả? Sợ mẹ đợi cha quá. Con coi, con gờ con coi đi. Cho quay phim lại nè. Con này nó biết nói tiếng người nè. Nó coi chơi. Mới 15 ngàn tiền. Rồi cái hạt này trả đâu? 25 ngàn tiền tính luôn. Còn lại biết nói tiếng người. Tôi thôi. Vậy giờ cho nhóm bắt ra cho con nha. Dạ. Dạ. Trời này em được chơi rồi đó. Dạ. Còn đi nhiều lỗ lắm. Đừng có bóc, đừng có bóc. Ôi, xào ăn không ngon. Bỏ chén nữa kìa. Sao được không? Hơi ngon. Hơi ngon. Yeah, I'm fine.